Quảng Nam, một người bị điện giật chết lúc dọn lũ, sét đánh chết 7 con bò. Tại Quảng Nam đã có một người chết do điện giật trong quá trình dọn lũ. Trong khi đó 7 con bò của người dân tại huyện miền núi cùng lúc bị sét đánh chết. Sáng ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin một người dân trên địa bàn xã bị điện giật chết trong lúc dọn đồ tránh lũ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 10, ông Nguyễn Văn L, SN 1967, thôn Hà Thành, xã Đại Đồng, đang dọn đồ tránh lũ thì điện cũng giữa chừng. Sau đó, điện có trở lại và ông L không may bị điện giật. Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng vượt qua dòng nước lũ đưa ông L đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sao trong sáng 8-10, ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang, cho biết mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại, giao thông đến trung tâm huyện, từ trung tâm huyện đi các xã vùng cao bị chia cắt trên các tuyến đường giao thông. Tại các vị trí bị sạt lở do cơn bão số 5 gây ra tiếp tục bị sạt lở. Đáng chú ý, vào sáng ngày 8 tháng 10, 7 con của hộ ông Pô Long Môi, thôn Đa Đình, xã Gari, huyện Tây Giang cùng bị sét đánh chết gây thiệt hại nặng nề. Lực lượng chức năng ở huyện Tây Giang đã di chuyển khẩn cấp một ngôi nhà tại thôn A Tinh, xã Gari do sạt lở đất, 10 nhà tại xã Hali bị ngập lụt, A Rút 3 hộ, A Tép 7 hộ, tổ chức sơ tán 100 hộ trên 385 khẩu đến nơi ở an toàn. Thừa Thiên, Huế, mưa lớn khiến đường lên huyện miền núi bị ách tắc. Mưa lớn đã làm tuyến quốc lộ 49A qua địa bàn huyện A Lưới, Thừa Thiên, Huế bị sạt trượt nhiều điểm, khiến hàng nghìn khối đất đá tràn ra mặt đường, gây ách tắc giao thông. Sáng ngày 8 tháng 10, Chi cục Quản lý Đường bộ 2.6, Cục Quản lý Đường bộ 2, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã cắt cử công chức thanh tra phối hợp với lực lượng của địa phương chốt chặn, điều tiết giao thông tại KM76-380 trên tuyến quốc lộ 49A đi qua địa bàn xã Phú Vinh, huyện A Lưới, đồng thời yêu cầu công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên, Huế tiến hành cào gạt, sửa chữa điểm sạt trượt trên, dự kiến công tác khắc phục và thông tuyến trở lại vào đầu giờ chiều nay, 8-10. Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng nay, do mưa lớn kéo dài nên tại vị trí trên đã xuất hiện điểm sạt trượt tan luy dương với khoảng 2.000 mét khối đất đá tràn xuống mặt đường. Điểm sạt trượt xuất hiện nền đất yếu, nguy cơ sạt trượt tiếp tục nếu mưa lớn, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây. Mưa lớn tại huyện A Lưới cũng đã làm cô lập hai thôn Tam Lành, xã Lâm Đức và A Hừa, xã Quảng Nhân với hàng chục hộ dân, gây sạt lở tại dốc A5 xã A Đoàn, sạt lở tan luy trên tuyến đường Hồ Chí Minh với nhiều vị trí đất đá tràn ra mặt đường. Lực lượng phòng chống lụt bão của địa phương đã bố trí lực lượng người và phương tiện chốt chặn, hướng dẫn người dân đi qua các ngầm tràn nhằm đảm bảo an toàn và san gạt đất đá nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện đi trên tuyến Hồ Chí Minh. Theo ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên, Huế, hiện mực nước sông Hương đạt 1,66m, trên báo động 1 là 0,66m, sông Bồ 2,09m, trên báo động 1 là 0,59m. Okay. 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 Okay.